Thế tôi năm Quý 63 tuổi, ngày đọc ba thời kinh Tu Địa Gia, không thầy chỉ dạy, nay 7 năm không nghỉ nơi ngày nào. Sáng 3 giờ 30 tôi đọc chú Lăng Nghiêm thuộc lòng hết cuốn kinh. 11 giờ trưa chú Đại Bi tâm mới 8 biến một tiếng đồng hồ. 7 giờ tối kinh Địa Tạng Pháp Hoa niệm Phật liên tục 3 giờ. Nay 7 năm không nghỉ ngày nào. Tôi tin tới tu hành. Nay Phật chứng cho tôi TikTok được thành công. Cho Phật phù hộ con hết bệnh, an lạc hạnh phúc. Cô phim Đại Vĩnh Long hả bạn ơi? Phim Đại Vĩnh Long nè, mẹ âm nè, cái cục đa năng á, ăn cơm nè, cà phê nè, dạ các bạn. Hình cháu nội tôi nè bạn ơi, hình Phật nè, táo nè.